Shop áo may.com, shop áo thun Minecraft giao hàng toàn quốc, chất lượng, uy tín, giá chỉ 99 nghìn. Hello, xin chào mọi người, chào mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lập Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Bixelmon. Ở tập trước thì mình đã tạo ra được Meltu thành công rồi và các khu vực cloning machine cũng đã bị đổ vỡ rồi nè các bạn ơi. Cái này thì mình không muốn đọc đâu, mình sẽ để dành ở đây để lưu lại kỷ niệm nhá. Rồi và cạnh cái ngôi làng của mình đang có một con boss Heracross và bây giờ mình sẽ thử đánh con boss này bằng sức mạnh của Meltu. Và mình có trang bị cho em ấy một cái viên Saiyan Z nè. Với cái viên này thì mình có thể sử dụng được tuyệt kỹ Z cho mấy kỹ năng của em ấy ấy. Đây, ui em này cấp 102 lận khá là cao. Và mình sẽ sử dụng thử một cái kỹ năng này đi. Liệu rằng dùng tuyệt kỹ Z tách combo 102 level cực kỳ thốn luôn á. Nhưng mà con này phán đam cũng hơi bị đau á các bạn ơi. Ui đánh phát Meltu mình còn có 15 máu à. Và tấn công bằng một đòn này nữa, liệu rằng có kết thúc được không? Ui một xíu nữa thôi xíu nữa thì Meltu của mình đã win rồi. Giờ thì cho thử Raining Shower vô kết liễu nha. Đây thử Hydro Pump nè. Ui đừng nha đừng nha đừng có ngỡm nha. Ui đánh mất máu vậy mà cũng ngỡm luôn kìa con boss đó mạnh thiệt á. Giờ thì Extreme Speed và mình sẽ đánh bại được con boss Heracross và thu về được một cái viên đá Mega nè, kẹo dưới cái upgrade cũng như là Slam Ball thôi. Và trong ngày hôm nay á thì mình dự định sẽ đi tìm một cái bác dạy kỹ năng cho mấy Pokemon á, để mình dạy cho em Rayquaza của mình một kỹ năng để giúp em ấy có thể tiến hóa Mega các bạn ơi. Và trong thời gian với hai tập mình cũng có qua cái khu vực tháp ma bên khu vực đầm lầy á, farm thêm mấy Pokemon thì hay ma và nhặt được cái Sporky Play mà cũng là cái play cuối cùng của mình á. Vậy là trong ngày hôm nay thì chúng ta có thể triệu hồi được đấng sáng tạo Arceus rồi các bạn ơi. Đây chính là cái Sporky Play cuối cùng. Và trước khi đi thì mình sẽ qua cái khu vực cạnh nhà chị tá. Mình có làm mấy cái nắp bóng Pokemon rồi các bạn ơi. Giờ chỉ cần mình qua đây lấy và mang vô trong để ghép với phần đế với nút là làm được bóng chứa Pokemon hả. Mình muốn làm thêm một vài cái Ultra Ball đó, chứ đi khám phá cũng như tìm Pokemon mà không có Ultra Ball thì khá là khó bắt. Có đế đây và... Ui hình như bây giờ có một vấn đề rồi các bạn ơi. Mình hết trơn đá rồi. Giờ mình hết trơn đá củi mất tiêu rồi. Hay là bây giờ mình sẽ có một chuyến đi mai ta. Sẵn tiện đây á thì mình sẽ đi tìm thêm những cái aluminum luôn á. Hiện tại thì aluminum nhà mình nó cũng gần cạn kiệt rồi, còn có 56 hả. Cũng hợp lý đó. Để bây giờ thì mình sẽ đào đến khi nào tìm được một cái khu vực hang nào tốt tốt đi, rồi sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm aluminum và đá cuội mang về nha. Nãy giờ thì mình cũng farm được một ít cái đá cuội rồi các bạn ơi. Và bây giờ mình nghĩ nhiêu đây á cũng đủ sẽ cho mình làm những cái nút bấm rồi đó. Nên mình sẽ sử dụng bản đồ để dịch chuyển về nhà, rồi sau đó đi nung ra nhá. Trong lúc chờ đợi nung thì mình gặp ở đây có em Pokemon gì nhìn lạ lắm nè. Hay là mình sẽ thử bắt em này coi. Giờ thì đang chờ tối dùng Dust Ball nhá. Em này cũng cấp 17 thôi ha. Mình nghĩ dùng Dust Ball chắc cũng sẽ bắt được á. Hình như em đó hệ bóng tối thì phải. Để mình xem PC là biết liền. Đây em Bochiana và hệ bóng tối nè. Tôi mới có 2 skill thôi. Cũng được á chứ. Ý nhưng mà hình như em này thiên về phòng thủ đúng không? Mình thấy cái phòng thủ có màu xanh kìa. Start Defense 20 và Attack 23. Rồi có vẻ cái phòng thủ và tấn công của em này nó cũng nó xem nhau á các bạn ơi. Ở đây có em hút hút nè. Hình như mình cũng chưa bắt được em Pokemon này nữa. Giờ thì đang lúc mình rảnh rỗi chờ đợi thì mình sẽ bắt thêm em Pokemon mà mình chưa sở hữu nha. Rồi và một cái Dust Ball là bắt được luôn. Coi coi khúc này còn Pokemon nào không ta. Đằng này cũng có em Darling cấp 33 hả. Muốn chiến đấu mà mình không có cái em Pokemon yếu trong đây rồi, toàn Pokemon mạnh thôi. Mình đánh là thế nào này cũng ngợm á. Nên thôi thử bằng mai bằng một cái Dust Ball nè. Chịu về đợi của anh đi để ông thôi đánh nhau mệt lắm. Và được luôn. Dust Ball bắt Pokemon buổi tối rất là hay á các bạn ơi.
Hướng này còn mang Pokemon nào lạ không? Để mình bắt bắt nốt nào. Hướng này thì có vẻ là ui. Banette. lần này thì khiêu chiến luôn. Này thì boss hả? Được, và mình sẽ sử dụng tiền ký Z tấn công con boss này một cái. Đó. Kéo được phần nửa máu rồi. Chưa đánh gục mình hả? Mình có thể phản đam thêm một hit nữa các bạn ơi. Rồi sau đó nhờ em Rayquaza của mình kết thúc á. Ui, Mewtwo với tốc độ cao thì đã kết thúc luôn rồi. Hên thiệt á, và được cái Fairy Z nè, cũng như là nước mắt khác thôi. Và nãy giờ cũng khá là lâu rồi đó. Để mình trở về nhà coi coi mấy cái đá cuội nó làm xong chưa nhá. Đây rồi, làm gần xong rồi. Nhưng nó đang nung tiếp thì phải. Kệ đi, mình có như đây thì cũng khá khá để có thể làm được những cái nút và chế tạo những cái bóng chướng Pokemon thôi. Vào trong nhà chế tạo cho nó dễ nè. Đầu tiên thì mình sẽ lấy những cái phần nắp cũng như đế ra trước nhá. Rồi sau đó đặt hai công thức giống như vậy nè, cho nút vô sẵn chỉ cần thay nắp thôi. Deep Ball, rồi tới Quick Ball để bắt nhanh hơn, rồi tới Ultra Ball để bắt mấy Pokemon Legendary các kiểu nè. Rồi và cuối cùng là những cái Love Ball thôi. Đó, đây là dạng bóng về Pokemon của mình. Ý, còn thiếu Dust Ball nữa. Mình cần phải có thêm Dust Ball để bắt thêm mấy Pokemon vào buổi tối. Còn 5 cái nắp hả ta? Để tranh thủ coi coi có được 5 cục đá cuội chưa. Ý, đây rồi, có cả đống luôn. Làm thêm 5 cái Dust Ball nữa nhé. Rồi sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi qua cái khu vực của Đấng Sáng Tạo thôi. Coi nào, cái này thì còn dư mình sẽ cho bớt vô đây. Rồi và chuẩn bị sẵn mấy cái play luôn đi các bạn ơi, qua bển là đặt vô liền luôn á cho nó nhanh. Rồi đi thôi, đi ban đêm luôn nè. Tỷ lệ mình gặp mấy Pokemon xuất hiện vào ban đêm nữa. Và khu vực đó được mang tên là công trình bí ẩn đúng không? Ờ đúng rồi, đúng rồi. Ủa lần trước mình cho cái mai play vô đây mà nó vẫn chưa hết nè. Ơi thích vậy. Rồi cái đến mình sẽ cho một cái fish play. Quá dữ quá dữ. Cái đến nữa là PC play nè. Đó. Được được ba cái, được ba cái rồi. Rồi tới Eyesight play. Ok giờ thì mình sẽ lần lượt cho mấy cái play này vô nhá. Sắt nè. Rồi đến Plus. Cái sắt có rồi, Toxic thì chưa nè. Rồi tới Sáp. Plem. Rồi Raco. Sporky vừa farm. Breed. Middle play. Rồi gì nữa? Breed có rồi, Earth ở góc play nè. Và cuối cùng là Sky play. Búp. Đủ chưa? Đủ chưa? Để mình đếm lên coi. Ủa còn thiếu cái gì ta? Ê, ở đây nó còn thiếu một khoảng nè. Work play. Ủa thiếu cái gì ta? Shift play cũng có rồi. Chết không? Play. Giờ đây mình xem lại coi các bạn ơi, hình như thiếu một cái nào đó rồi. Tại vì mình thấy đây còn một khoảng trống nè. Màu tím, màu này, màu này. Trong lúc nhìn coi đang thiếu cái play nào thì mình vô tình phát hiện một em Pokemon Raikou. Ui, được được được, bắt luôn em này luôn chứ biết sao giờ. Để coi em này cấp 70 hả? Được, Mewtwo ra chặn thử xem. Rồi, trận chiến giữa Mewtwo và Raikou các bạn ơi. Ở mà chưa chưa chưa, từ 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 đợi. Ui chết rồi, mình chưa kịp đi hồi máu nữa. Mewtwo mình chưa kịp đi hồi máu các bạn ơi, tấn công luôn nè. Đó. Mewtwo của mình hơi bị mạnh luôn. Tấn công một hit thì Raikou đã bị yếu luôn rồi. Giờ thì mình sẽ cho Gachomp vào đây để làm tăng cơ nhá. Để mình sử dụng những cái bóng chứa Pokemon. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng cái bóng nào đi ta? Ultra Ball đi, tại vì bây giờ mình lỡ tấn công rồi dùng Quick Ball thì nó không tốt cho lắm á. Phải chi mình còn đầy máu mới vô mình dùng cái Quick Ball thì còn được. Nhưng mà không sao hết, mình sẽ cho Gachomp chịu đòn một xíu để mình có thể quăng bóng Pokemon dễ dàng hơn nha. Cuối cùng thì cũng bắt được em Raikou đó các bạn ơi. Tốn bóng Pokemon ghê luôn á. Đâu rồi? Đây, Raikou đây. Và em ấy là Pokemon hệ điện. Như vậy thì hình như mình được bộ ba thần thú rồi hay sao ấy.
Anti này, Suicune này và Raikou rồi. Rồi bị được đó nha. Và đây có một con boss Blaziken. À, được được được, đánh boss luôn, đánh boss luôn. Hôm nay sẽ cho Build 2 đọ sức với Blaziken thử xem. Và đây là boss 102 nữa, có vẻ cần đấy. Đầu tiên là ui, Build 2 bị đánh trước luôn kìa. Cần và Mewtwo của mình đánh được hai hit lận nha. Lúc mà Blaziken đánh mình một cái thì Mewtwo cũng đã phản đam luôn rồi. Đúng là Mewtwo có tốc độ rất là nhanh luôn các bạn ơi. Và kết thúc được Blaziken, mang về cho mình được một cái Lunalium Z nè, và một ít cái đồ liên quan thôi. Ở phía xa xa đằng kia còn con boss hay con Pokemon gì Legendary vậy? Này có phải boss không? Ui, cái này là Pokemon huyền thoại các bạn ơi. Volcanion, Pokemon lạ ghê luôn á. Lần đầu mình gặp luôn nè. Và em này là hệ nước và lửa, vừa có nước mà vừa có lửa luôn. Được thiệt sự. Thử 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 bắt em này luôn nha. Yay, và cuối cùng thì mình cũng đã bắt được em Pokemon huyền thoại đó rồi á. Hơi tốn bóng Pokemon một xíu nhưng mà không sao hết. Xem thông tin em nãy coi nào. Đây, Volcanion của mình à, không biết em ấy còn dạng tiến hóa nữa không ta à, nhưng mà về về nhà mình sẽ xem luôn đi. Giờ thì mình đang tập trung vào việc triệu hồi đấng sáng tạo Arceus mà. Và một điều rất là quan trọng nữa, đó chính là mình muốn bắt luôn cái Pokemon này á. Nên mình cần phải mang cái Master Ball qua đây. Đúng rồi, không có Master Ball thì không ổn đâu. Về làng lấy Master Ball thôi à, mình cần phải chạy qua cái lều của mình cái đã. Rồi à, mở rương lấy Master Ball luôn. Master Ball thì rương này. Đây rồi, Master Ball của mình. Rồi sau đó thì trở lại cái khu vực kia thôi à, khu vực bí ẩn nè. Để mình dò đây, mình kiểm tra lại coi mình còn thiếu cái play nào nhé. Rồi sau đó mình sẽ bổ sung luôn các bạn ơi. Rồi. Và liệu rằng nó đang hoạt động rồi kìa. Hồi nãy mình còn thiếu một cái, đó chính là Stone Play các bạn ơi. Wow, nó đang xoay 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 lại và chuẩn bị kết hợp lại với nhau. Và cái cúp này sẽ tạo ra cho chúng ta cái gì đây? Chuẩn bị, bùm. Có rồi. Và đây chính là cái Azure Blue các bạn ơi. Với cái này á, thì mình cần phải trở lại cái khu vực Storm Bay on Star thì mới dùng được á. Đây mình sẽ trở về làng để qua khu vực đó nhanh hơn nhá. Ultra Ball thì mình sẽ để kế bên nè, để một xíu mình còn dùng luôn. Rồi sau đó thì Mewtwo xuất hiện. Đi thôi em ơi. Nếu mình nhớ không lầm á, thì lần trước mình có gặp được một cái Time Space Onta ngay ở khu vực núi gần nhà mình luôn nè. Giờ thì mình sẽ cùng Mewtwo bay qua bên đó để áp đặt cái Azure Blue này nhá. Rồi quá. Và trên đường đi không biết mình có gặp thêm Master Ball không ta. Có vẻ lần này nó chưa có reset Master Ball rồi. Mấy lần trước mình đi ngang khu vực này á, là phía đằng kia cái cây đó nó luôn có một cái Master Ball cho mình mở á. Sẵn tiện đây thì mình sẽ tìm luôn mấy cái bác dạy kỹ năng á. Để mình dạy cho em Rayquaza mình skill để có thể biến thành dạng Mega. Nhưng mà nãy giờ không có gặp gì trơn. Rồi tạm thời thì mình đến khu vực này rồi. Bây giờ thì mình sẽ thử triệu hồi đấng sáng tạo Azure thử xem nhá. Rồi rồi rồi, sau khi kích hoạt thì làn khói trắng xuất hiện và đây rồi. Đây rồi các bạn ơi, Azure. Chưa gì đã khiêu chiến với mình rồi kìa. Level 80 luôn nha. Mình thấy hình như những Pokemon xịn luôn ở level 80 á các bạn ơi. Và Master Ball đầu tiên mình sẽ sử dụng cho em Azure này. Xuất hiện Master Ball. Và Master Ball sẽ giúp mình bắt luôn được Azure ngay lập tức luôn á. Rất là tuyệt vời. Quá trời kinh nghiệm và em Pokemon của mình cũng đã lên cấp rồi kìa. Giờ thì chúng ta cùng nhau xem em Azure của mình thôi. Đây, Azure và hệ thường thôi nhá. Nhưng mà mình thấy em ấy có vẻ khá là khó để có được á. Tại vì phải tìm những cái play cơ. Và mình sẽ cho em ấy thay thế chỗ của Ivertone một xíu. Rồi, và triệu hồi Azure ra liền. Búp. Đây, Azure của mình. Leo lên. Bay thổi con gà mái luôn. Thử thử chiến đấu kiếm em Pokemon nào xung quanh đây chiến đấu xíu thôi. Ở đây có em rồng nè, em rồng mà nhỏ xíu à, cấp 50 thôi, chắc em Azure của mình quýnh phát ngỏng quá.
Rồi chiến đấu. Trời ơi, kêu chiến thành công. Và mình sẽ sử dụng một skill hại đất thử xem. Tại vì MSS của mình mặc định có skill hại đất này nè. Hên quá. Cái đến thì mình sẽ sử dụng thêm một skill Extreme Speed. ACS cũng có skill Extreme Speed nữa các bạn ơi. Và được da thôi. Ui, ở đây có hai Pokemon Girade. Pokemon gì tên lạ vậy? Ồ, lại thêm một em Pokemon huyền thoại nữa các bạn ơi. Được thì xử nha. Giờ thì mình sẽ cho đấng sáng tạo đánh với Girade để rằng ai sẽ là người chiến thắng. Kiều chiến em ơi. Rồi, trận chiến thì được khai mạc rồi. Giờ thì mình sẽ cho em ấy sử dụng Extreme Speed thử xem. Một hit đã kéo được phân nửa máu rồi. Và Girade cũng đã bản đam rồi đó. Không sao hết, tiếp tục là Extreme Speed nha. Đó, phần máu đã rất là yếu rồi. Giờ thì chần chờ gì nữa, chúng ta cùng nhau sử dụng bóng chứa Pokemon luôn thôi. Đánh nãy giờ cả buổi trời mình dùng bóng Pokemon bắt không được mà dùng một cái deep ball thôi mà bắt được luôn. Lừa thiệt sự các bạn ơi. Và ở đây có một con boss Tyranitar vừa xuất hiện nè. Để mình cho em Azeroth của mình thử sức nha. Ui, 101 lần đó, không đùa đâu. Và một kỹ năng hệ em này là hệ đất á. Vậy mình sẽ thử dùng kỹ năng Extreme Speed. Tấn công có chút xíu máu à. Nhưng mà em mấy phản đam mà bị gắt luôn. Này thì phản đam mà mình sẽ sử dụng kỹ năng hại đất giống như Tyranitar và liệu rằng cũng không gây được nhiều sát thương cho lắm. Các bạn có vẻ Tyranitar khá là trâu ấy. Căng thẳng đây. Rồi luôn, bị em Tyranitar bán hành rồi. Chắc mình phải đổi Pokemon thôi. Giờ thì mình sẽ sử dụng lần lượt những Pokemon coi em nào có thể gắt được em Tyranitar cấp 101 này nhá. Không có gì anh ơi, em chỉ đi ngang thôi, em chỉ hỏi thăm sức khỏe anh thôi chứ không có gì hết á. Chết rồi các bạn ơi, gặp nguyên em Tyranitar cực kỳ mạnh luôn á, one shot hết dàn Pokemon của mình luôn. Kinh thiệt sự. Mình đã thử thay đổi rất nhiều đội hình rồi nhưng mà em ấy vẫn one shot được á. Khó chơi thì có chơi. Cứ gà đi lên núi toàn gặp mấy Pokemon thứ dữ mà hơi bị căng. Rồi đây có em Don Fan gì nè. Tự nhiên khiêu chiến mình luôn, em này liều thiệt á, mình sẽ thử farm em này coi em này gây cái gì nhá. Tại vì lần đầu mình gặp em loại em Pokemon này nè. Và khi mình farm em ấy thì mình sẽ được cái gì đây? Thắng công một hit nữa. Và em này chỉ Gengar đá với da thôi. Đằng xa xa kia có Entei. Entei thì mình không muốn farm nữa đâu, tại vì mình đã bắt được em ấy rồi. Hồi lúc nãy mình đánh nhau với em Pokemon này tên gì mất tiêu rồi ta. Em Girade thì mình gặp mấy cái nhà huấn luyện Pokemon đây nè mà giờ họ đi luôn rồi. Mình đánh nhau lâu quá à. Và hình như em Girade của mình á là hệ rồng á các bạn ơi. Đúng rồi, em ấy hệ rồng và hệ đất á. Cũng được. Và phía dưới này có một em Tyranitar nhưng mà hình như không phải dạng Shiny. Thử xem. Cà khịa tiếp. Em này mới 91 thôi. À, 91 hả? Thử tấn công bằng Girade xem. Ui, Girade bị đánh đau hả? Và có vẻ em này gác cấp nên đánh mình hơi đau thì phải á. Rồi, Girade chơi hết bị gục mất tiêu. Rồi, giờ thì... ơi chết! Không được! Dùng Mewtwo thì sẽ không gây được sát thương cho em Tyranitar này đâu. Tâm linh không có tác dụng với em này các bạn ơi. Vậy thì mình sẽ thử cho Azeroth ra trận coi. Thằng này thì cấp độ không chênh lệch mấy nè, có 10.001 cấp thôi. Và sử dụng kỹ năng Extreme Speed. Ui, lần này kéo được nhiều máu hơn lần trước rồi đó. Lần trước đánh em Tyranitar kia chẳng khác gì cả ngứa luôn. Rồi đánh thêm một phát Extreme Speed nữa nè. Đây rồi, Thunderous ơi, ra tay và diệt trừ em Tyranitar. Ủa nãy thấy đấm đau lắm mà sao giờ kỳ vậy? Cố lên một hit nữa thôi, chỉ cần một hit nữa thì chúng ta có thể đánh bại được em ấy rồi. Và một kỹ năng... Ui chết, kỹ năng này đất cũng không xi nhê luôn. Khó ghê á. Aceus ơi, cố lên nào, giúp đội mình giành chiến thắng đi Aceus. Yay, và đánh bại Tyranitar rồi. Được một cái Tyranitar right, một cái nón.
một hai viên kim cương và một cục kẹo. Quá là dữ, quá là dữ. Giờ thì hồi món cho mấy em ý nè. Và em Tiranitar của mình á, hiện tại chưa có viên đá Mega các bạn ơi, mà giờ thì mình đã có rồi. Nên mình sẽ thử tiến hóa Mega cho mấy nhá. Đây Tiranitar và tiến hóa Mega. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Hình như đây là dạng tiến hóa Mega. Búp. Mega gì đây? Mega bình thường thôi. Em này có hai dạng á, Mega bình thường với Mega Shiny các bạn ơi. Và đằng này mình thấy. Ủa cái gì vậy? Pokemon hả? Vùng núi này có ra xuất hiện nhiều Pokemon thú dữ không vậy? Đây là em boss. Steelix. Này nhìn có vẻ nguy hiểm ấy. Rồi khiêu chiến luôn Tyranitar ơi. Cố lên, cố lên. Liệu Steelix hay là Tyranitar sẽ giành chiến thắng trong trận chiến này đây? Nhưng với tình hình này thì một dặm thì em ấy sẽ kết thúc được luôn. Rơi ra cái gì? Một cái viên đá tiến hóa Mega nè, một cái rock kim Z và kẹo thôi. Cũng khá là ok, cũng khá là ok đó. Ở dưới này có em cá bị mất máu. Ở dưới đi, cá mà đồ nhảy lên bờ hả? Đi kinh á, đồ nhảy lên bờ cái mất. Ôi. Hình như đau quá đi spoil luôn rồi. Đi mất tiêu luôn rồi á. Buổi tối khu vực này các bạn có thấy là đông đúc Pokemon không? Mình đứng AFK có một xíu để đánh boss thôi á, mà xuất hiện cả đống Pokemon lạ luôn. Và trong ngày hôm nay hình như mình cũng bắt được một mớ rồi á chứ bộ. Giờ mình sẽ bay thêm một đoạn nữa nha, để coi coi cái khu vực này còn em Pokemon nào lạ lạ để mình còn bắt nữa. Pokemon đâu chưa thấy, nhưng mà mình thấy phía này có quá trời mấy cái chest này các bạn ơi. Qua đây mở chest thử vận may cũng được á. Lâu rồi cũng chưa tìm được những cái chest tốt á. Và cái chest này thì rơi ra cho mình. Ui, cái gì đây? À, một cái heal powder. Trời ơi, tưởng đâu viên viên đá chest này cái gì không à. Và chắc mình sẽ cắt bớt vô đây đồ các bạn ơi, chứ nãy mình đem ra nhiều play quá nên nó cũng choáng chỗ khá là nhiều. Trừ lại những cái bóng Pokemon bên ngoài thôi, và cất những thứ không cần thiết vô trong lại nha. Hôm nay mình còn dư một cái Steelix sai nè, để mình tiến hóa Mega. Mà không biết cái em Steelix đó xuất hiện ở vùng nào ha. Phải mình biết ở đâu mình sẽ bắt một em để sắp tới mình tiến hóa Mega cho nó thật là xịn. Ui ui, suýt nữa thì rớt dưới. Nhảy qua đây, mở ra được một cái muscle band nữa, vậy là tổng cộng mình có hai cái muscle band rồi. Đi tiếp thôi. Ui. Mình trang bị được cho em Access luôn nè. Phía trên núi này còn có một cái ultra chest các bạn ơi, thử mở xem coi cái ultra chest này sẽ rơi ra cái gì. Mở ra, sky drop 60 điểm sức mạnh. Cũng khá là ổn á nha. Ở nhà mình cũng đã phân ra mấy cái đĩa sức mạnh cao rồi, một xíu về mình coi coi đĩa nào dạy được thì mình sẽ dạy cho mấy em Pokemon của mình. Giờ thì mình sẽ thử ra biển coi coi có em Pokemon huyền thoại nào xuất hiện không cái đã. Với cả mình muốn test sức mạnh của em Volcanion luôn á. Nãy giờ mình chưa có phô trương sức mạnh của em ý nữa. Đi tìm Pokemon để test sức mạnh luôn. Và mình để ý á, cái khu vực boss thường thường là xuất hiện ở cái vùng núi nè, hay là cái vùng sa mạc ấy. Hai vùng đó là mình thấy dễ gặp mấy em boss nhất. Ở đây có đĩa cho hệ bọ có 50 điểm sức mạnh thôi. Ui, đằng kia có em Darling màu xanh kìa. Tính ra Darling có nhiều màu ghê luôn á. Màu xanh này có phải là dạng Cindy không? Để mình xem ơi. Em Darling Winter. À, vậy là Darling này theo mùa hả? Autumn là Summer. Đúng rồi, Darling này này là theo mùa. Mình chưa có em Darling màu này. Bắt tiếp các bạn ơi. Thử coi coi. Liệu rằng một bóng, một cái Dustball bắt được luôn. Mình sưu tầm đến khi nào mình đủ bộ, đủ tất cả các mùa của em Darling thì thôi nhá. Hôm nay mình đã bắt được hai em rồi. Một em màu xanh với một em màu vàng, một cái vàng cam rồi đó. Còn em màu hồng nữa. Và coi nào, này có mấy em hút hút thôi, đi tiếp thôi. Ủa, không biết ở đây mình có gặp em Pokemon Legendary nào không ta. Mình cũng có tìm hiểu thêm á, thì mấy em Pokemon Legendary ở dưới nước thì thường thường sẽ xuất hiện ở cái vùng biển sâu á các bạn ơi. Mở thêm được một cái đĩa Mimic, chưa hiểu rõ sức mạnh nhưng mà tạm thời cứ giữ trước đi, rồi sau đó bay qua bên kia nhá để mở thêm cái Master Chest nữa. Thì từ từ có cánh xuống nước này hơi khó chịu xíu, và mở ra được thêm một cái body slam 80 điểm sức mạnh. Cũng được, cũng được á chứ.
Và nếu mà nhìn không lầm thì cạnh mình có một cái ngôi làng thì phải, đúng không? Không, cái này là nhà của nhà chị y tá và một cái ngôi làng, kèm theo là một cái nhà thi đấu luôn. Được được được, nhưng mà có nhà bác thợ rèn luôn nè, sẵn tiện qua nhà bác thợ rèn coi coi có đồ gì xịn xịn không, mình sẽ lấy về nhà để sử dụng. Và mở rương được một cái Aurod, cái gậy cũ nè, rồi cây hammer vàng, cái lò nung steel gem mà lượm luôn. Cái gậy cũ này làm gì ta, để mình thử coi. À, cái này là cây cần câu hả? Cái này cây cần câu chứ không phải cây gậy các bạn ơi. Nhầm rồi, nhầm rồi. Và có một cái hội quán á, chắc mình sẽ vô trong hội quán luôn, vì bây giờ mình đã có Arceus bảo vệ rồi, cực kỳ mạnh đó. Và nếu mình nhớ không lầm thì phía trên cao nhất là chỗ của chủ hội quán thì phải. Thử coi, thử coi. Mình sẽ vô theo con đường này đi cho nó tiện nha. Ui. Ui chết rồi. Mình muốn đánh với chủ hội quán thôi, xin lỗi anh nhé. Tôi tại vì mình chỉ cần cái huy hiệu của chủ hội quán à, chứ đánh với mấy này thì chủ yếu là mình tìm thêm kinh nghiệm á các bạn ơi. Rồi tâm ơi, cái này không đánh là không được rồi. Anh muốn đánh nhau chứ gì? Được, tôi sẽ tiếp anh luôn. Tôi có Tyranitar tiến hóa Mega mà, sợ gì dăm ba con Steelix của anh. Và Thánh Đấu Phan thử xem. À chết, em này hệ đá mà dùng để đi sao mà đuôi. Thôn rồi, thôn rồi. Tự nhiên mình được mời xuống dưới này rồi nè các bạn ơi. Đánh thắng xong một hiệp nữa thì mình được mời xuống tiếp dưới này. Và đây là chỗ ra ngoài à. Wow, hội quán này xịn thiệt á chứ. Có đường, hình như đây là chỗ của chủ hội quán nè. Được được, mình sẽ chiến đấu với chủ hội quán này. Và coi coi. Ui. Crocodile kìa. Pokemon cá sấu các bạn ạ. Thích dở. Được được được, Pokemon cá sấu này như hệ đất thì phải á. Để một xíu mình sẽ xem thông tin sau. Mà giờ thì mình sẽ tiến hóa Mega cho em Tyranitar của mình một cái. Gặp game. Em Crocodile hay bị mạnh luôn. Căng 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 căng. Thử thử em Volcanion đi anh ơi. Thử xem em ấy sẽ thử sử dụng một skill Hydro Pump. Wow, em Crocodile này quá trời mạnh luôn á. Đánh one shot em Pokemon mình kìa. Kiên đấy, kiên đấy. Rồi dùng tuyệt kỹ Z. Ui đánh Rayquaza mình trước luôn. Nhưng mà Rayquaza của mình cũng nhanh chóng phản đam. Và Extreme Speed, tấn công trước một hit trước đi. Chờ yếu hẳn rồi sau đó mình sẽ dùng một em Pokemon khác để kết liễu nha. Phải mất tới 3 Pokemon thì mình mới kéo được thấp máu em Crocodile này. Tính ra máy rất là mạnh các bạn ơi. Không đùa được. Rồi giờ thì đến em Mamoswine. Em này thì mình sẽ thử sử dụng kỹ năng hệ đất xem. Cũng có tác dụng. Được được được, vậy thì cứ tấn công như vậy thôi, vì mình thấy cái khả năng tấn công của em này lên em Arceus không được cao và đã đổi Pokemon rồi kìa. Golurk hả? Wow, Pokemon này đánh thì đau rồi nè. Nhưng mà rất tiếc mình có em Arceus có tốc độ rất là nhanh và chết không, đánh nhanh nhưng mà đánh không trúng cũng như không à. Đánh nhanh phải kèm theo đánh trúng cơ. Đấy, phải dùng như vậy nè. Mới gây được nhiều sát thương và em ấy cũng đã bài chặn rồi. Nhưng mà không sao, mình vẫn còn Greninja. Greninja sẽ sử dụng kỹ năng Hydro Pump thử xem. Greninja mình đã kết thúc và trở thành dạng Ash Greninja rồi. Giờ thì Ash Greninja sẽ bán ngành cho Mamoswine có nè. kỹ năng này có khả cái nào mạnh nè, Hydro Pump á các bạn ơi. Nhưng mà ui sao hình như bị cắt hệ hay sao, mình thấy em kia đánh em Rensha mình bây giờ sao cảm thấy thốn vậy. No. Giờ mình còn Thunderous thôi, Thunderous lần này gắn lên em ơi, vẫn còn Pokemon nè. Nidoking. Này thì Nidoking nè, Thunderous sẽ cho biết mùi Hammer em. Này thì Nidoking nè, Thunderous sẽ cho biết mùi Hammer em. Ui. Thua rồi. Mà tiếc đi luôn á.
Và cái hội quán này thì chắc mình sẽ đặt ở đây một cái điểm đi, để sắp tới mình có thể trở lại và lấy cái hiệu trong đây nhá. Còn giờ thì mình sẽ đi tiếp thêm một đoạn nữa coi có gặp được em Pokemon nào Legendary ở dưới nước không cái đã. Không rời đi mà ít gặp Pokemon Legendary ở dưới nước cực ớ các bạn ơi. Để coi hướng nào mình chưa đi ta. Ban ngày một phát đi. Thì nào mình sẽ đi xéo hướng bên đây. Ui. Gớt xuống đây một phát là nó chìm ngủm mà. Và mình cũng rời ra khỏi em Azeroth đó. Và em Azeroth của mình còn có khả năng rất là hay nữa các bạn ơi. Đó chính là tạo ra cái cánh cổng ấy. Đây, thử một phát nè. Hình như kỹ năng này nó đang trong giai đoạn hồi chiêu thì phải. Từ giờ hồi nãy mình có test thử á. Nhưng mà nói chung thì nó cũng có thể tạo ra được cánh cổng á các bạn ơi. Và phía bên này có một cái Pokéchat. Mình sẽ thử mở xem coi ra cái gì nào. Búp. Được thêm một cái đĩa Flink. Tomorrow. Ai, cuối cùng cũng gặp đất liền rồi các bạn ơi. Mình phải băng qua một cái vùng biển rất là xa thì mới gặp được đất liền á. Và lên đây thì mình sẽ mở một cái Pokéchat để xem coi rơi ra một cái mèo. Ôi sao cỡ rài lại xuất hiện tình trạng mở ra mèo rồi. Mở ra mèo này mình không có dùng được á. Tại vì mình thấy công thức ở đây á, nó không có cái gì liên quan đến mèo hết trơn á. Nên mình thấy mở mèo không tốt tí nào hết. Nhưng mà cạnh đây có một cái Ultra Chest. thử xem coi cái Ultra Chest này sẽ rơi ra cái gì nhá. Mở ra một cái. Búp. Hình như được một cái đĩa nhạc. Ủa đĩa kỹ năng. Brutal Wind có 60 điểm sức mạnh thôi. Cũng ổn. Nói chung trên 50 là thấy ok rồi. Chứ dưới 50 thì nó lại yếu quá. Và giờ đang bình minh hả ta. Để coi. Bình minh thì khu vực này xuất hiện một em Tyranitar. Em này là boss cấp độ raid thôi. Mình nghĩ mình có thể. Ây da chù. Ui chưa hết té. Mình nghĩ mình có thể farm được em này á. Để kiếm thêm kinh nghiệm cho mấy em Pokemon nhà mình. Được. Azeroth ra chặn đi em ơi. Phóng Pokemon nè. Rồi 93 với 82. Liệu rằng ai sẽ giành phần thắng. Ui kỹ năng hệ đất có vẻ không xin nhê em này cho lắm. Vậy thì đổi sang sử dụng Extreme Speed xem. Extreme Speed thì cũng không khá là bao hết á. Chắc phải đổi bật. Ui nhưng mà hình như mình dùng kỹ năng yếu thì em ấy sẽ quýnh mình yếu các bạn ơi. Nếu mình quýnh em ấy có tí xíu máu hả. Em ấy quýnh mình một cái nè. Ui em ấy quấn cái chết luôn rồi. Vậy thì Mewtwo thử xem. Ấy nhưng mà như kỹ năng hệ tâm linh không có tác dụng với em này phải đúng không? Để test thử coi. Ủa đúng rồi, hệ tâm linh không có xi nhê với cái em Tyranitar này các bạn ơi. Chắc phải sử dụng Rayquaza quá. Rayquaza ra chặn em ơi, sử dụng tuyệt kỹ Zack. Búp. Liệu rằng tuyệt kỹ Z mà chỉ kéo được có một tí tẹo máu thôi à. Em này có vẻ khá là mạnh đây rồi. Cũng bằng cấp em lần trước mà ta sao có vẻ mạnh mẽ vậy. Ui nhưng mà Extreme Speed đang có ưu thế rất là lớn các bạn ơi. Tấn công được 3-4 hit luôn. Giờ thì đến Greninja thử xem. Greninja có kỹ năng bóng tối mới học nè. Cũng khá là top đó. Ý, kìa được miếng máu liền. Ui nhưng mà cũng bị gục luôn rồi. Không biết hai Pokemon này có đủ để farm được em Tyranitar đây không nữa. Thử sử dụng Hydro Pump. Yay, farm được rồi. Và lần này được một cái Water Realm Set các bạn ơi. Cũng như là Tyranitar Rai á. Dùng để tiến hóa Mega. Và hồi nãy mình gặp một cái anh bạn nào đó ở đây rồi. Cái này là nhà huấn luyện Pokemon. Cứ tưởng là cái bác Rayquaza. Mình gặp một Pokemon Rayquaza đáng bay kìa. Căng đây. Trang bị những em Pokemon mạnh vào để farm em đó mới được. Hình như em đó là dạng. No. Chưa kịp gì hết. Rayquaza chạy mất tiêu rồi. Đúng buồn luôn á, mới sát em Pokemon lại thôi mà em ấy đã chạy mất tiêu rồi. Hơi nhỏ rồi. Nhưng mà không sao, gặp được lần một thế nào cũng gặp được lần hai à. Đi một lúc thì mình gặp được thêm một cái hội quán nè. Hội quán này nhìn lạ vậy, giống cái nhà kính kia luôn á. Ôi như đây là chủ hội quán hay sao nè đúng không? Hình như vậy rồi, như đây là chủ hội quán nè các bạn ơi. Không biết có cách nào vô trong nhanh không ta. Có.
chơi đột nhập vô trong thôi. Mình sẽ sử dụng cái block này để trèo lên trên nhá. Rồi sau đó thì khiêu chiến với chủ hội quán ngay vị trí này luôn nè. À sớt. Ê khiêu chiến không anh Cộng ơi. Khiêu chiến lại. Đấy. Khiêu chiến vậy cho nó nhanh. Và à sớt thì mình sẽ sử dụng kỹ năng. Ủa kỹ năng hay đất không xin nhe cho em Ludicolo này rồi. Ô Ludicolo này nhìn Pokemon này có vẻ hiền vậy. Không biết đánh như thế nào nữa. Wow, có vẻ Extreme Beat có lợi thế hơn. Và sức tấn công của Ludicolo thì không được mạnh cho lắm ấy, nên mình cũng không lo và tiếp tục Extreme Speed nè. Kế đến là Pokemon gì đây? Ui, Pokemon nó có vẻ to hơn nè. Nhưng mà mình vẫn sử dụng Extreme Speed thôi. Ơ, vậy là gì? Sử dụng kỹ năng hệ thường thì vẫn có thể gây được khá sát thương cho em này các bạn ơi. Đó, mình đánh hay hết, em này gần gục luôn rồi. Nhưng mà cái điểm BB của em Assert của mình gần cạn rồi á. Còn một lần duy nhất thôi à. Chắc phải đổi xây kỹ năng khác thôi. Rồi giờ thì để em Rillum. Rillum thì sử dụng kỹ năng kỹ hệ đất thử xem. Gây được sát thương đó nhưng mà không cao cho lắm các bạn ơi. Như vậy thì mình có thể sử dụng Rayquaza nè. Tại vì Rayquaza cũng có kỹ năng Extreme Speed nữa. Đó. Vậy là cái hội quán này thì chúng ta chỉ nên sử dụng kỹ năng hệ thường thôi. Chẳng hạn như là Extreme Speed gì đó. Thì mình sẽ đánh bại mấy Pokemon trong này dễ dàng hơn. Và lần này mình sẽ sử dụng hẳn từ kỹ set luôn nè. Thử xem. Chống chịu. Ôi sao từ kỹ set lại không si nhê nhờ. Kỳ quá. Không sao, sử dụng lại xem lần này thì liệu có chống chịu nổi không. Lần này thì có vẻ không chống chịu nổi rồi. Và đang phản đam Rayquaza của mình kìa. Mình nghĩ hội quán này chắc mình sẽ lấy được cái huy hiệu dễ thôi á. Tại vì không có mấy Pokemon quá mạnh tấn công mình. Ồ. Ở đây có em ếch luôn nè. Đã vậy. Em ếch siêu to luôn, cấp 85 lận các bạn ơi. Nhưng mà Meowth đã gây được một mớ sát thương cho em ý rồi. Giờ thì đến Evoltal ra trận thôi em ơi. Vào play. Một hit kết liễu luôn. Yay. Rồi và giờ thì đến Ludicolo tiếp nè. Em này ngộ nhá, mình tấn công không được, mấy toàn hồi máu không à. Đó, giờ thì mình mới tấn công được nè. Ông nghĩ sao luôn, hồi nãy mình đánh em ấy cả lúc mà em ấy mình đánh một hit thì em ấy kiểu như là nhận sát thương xong tự hồi máu luôn á. Mình không có đánh gục được. Nhưng mà bây giờ thì đã được rồi. Nên mình nghĩ mình có thể giành được chiến thắng trong trận chiến này và... Yay! Mình đã chiến thắng cái trận chiến và mang về được 52 Pokédola. Được một cái Rainbow Badge. Một cái huy hiệu 7 màu. Được kỳ sự các bạn ơi. Vậy là mình đã tăng số hiệu mình có lên là 5 rồi. Tuyệt vời, cất vô một cái. Yay. Ở phía dưới đang có Pokemon sắp A. Đằng xa xa thì đằng kia thì có em Cừu. Mình không biết có nên farm em này không ta. Mà em đó ở trong cái khu vực nhà thi đấu rồi, cái hội quán rồi, nên thôi mình không muốn vô trọng nữa đâu. Tại vì mình đã lấy được nguy hiệu rồi mà, nên mình sẽ đi tìm tiếp những cái nơi khác để mình có thể tìm thêm nguy hiệu hoặc là bắt thêm Pokemon mới á. Rồi giờ thì đi thêm một đoạn nữa thôi. Ô mình được một cái tô xích ộp này các bạn ơi. Được cái nha, lại thêm một cái ộp mới rồi. Tạm thời mình sẽ trang bị vô cái ô này á để đỡ choáng chỗ hơn á. Chứ bây giờ cái slot trên người của mình nó cũng gần hết rồi các bạn à. Và viết khu vực này á có một cái Ravine nè và một Master Chest. Tự mở nốt cái Master Chest này trước khi trở về nhà coi nào, liệu rằng cái Master Chest cuối cùng có cho mình cái gì đó đặc biệt hay không, hay lại là tiếp tục một cái đĩa dạy kỹ năng. Mở ra biết ngay mà, Double Age. Kỹ năng 120 điểm sức mạnh. Không tệ. Tốt quá nha. Tính ra cái đĩa này cũng ok quá chứ. Nãy giờ mình đi cũng xa nhà khá là lâu rồi á, nên chắc bây giờ mình sẽ trở về nhà thôi các bạn ơi. Sau một chuyến đi dài thì cuối cùng mình cũng đã trở về nhà, mang về được rất là nhiều Pokemon. Đầu tiên cũng phải kể đến đó chính là Arceus. Pokemon phải cất công tìm những cái play thì mới có thể bắt được á. Rồi cái đến thì mình sẽ mở máy tính lên và lấy ra thêm một em nữa, đó chính là đây em Zygarde nè. Em này mình bắt sau khi có được em Volcanion á. Đây hai em Pokemon mới của mình. Em nào bữa nay mình bắt thì cũng rất là đẹp đó các bạn ơi. Em này nhìn vậy thôi nhưng mà lại là hệ rồng á nha và hệ đất. Còn em này thì là hệ nước cũng như hệ lửa. Mình cứ thấy nó ngược ngược sao á. Vừa có nước mà vừa có lửa. Còn biết phun khói nữa cơ.
Và theo đánh giá các bạn thì đâu là em Pokemon đẹp nhất trong ba em Pokemon này thì đừng quên đánh giá ở phía dưới nha. Còn giờ thì mình sẽ lên trên kiểm tra coi coi những cái đĩa của mình như thế nào rồi. Ở đây á thì mình có lựa ra mấy cái đĩa sức mạnh cao chẳng hạn như là 8. Ui. Ui ui. Mình sẽ cất mấy em này vô, mấy em này đang bị mất máu. Ui suýt nữa thì em Assert của mình bị kẹt vô cái nhà gọi nhà mình thấp quá hả. Có đĩa tới 100 mấy sức mạnh lần á. Đây nè, Focus Ball nè, 150 điểm sức mạnh lần á. Rất là tốt luôn. Và trong đây thì các bạn thấy kỹ năng nào phù hợp với những Pokemon nào á thì có thể tư vấn giúp mình nhé, để mình có thể trang bị vào Pokemon đó để em ấy có được một kỹ năng mạnh hơn và chiến thắng trong những trận đấu kế tiếp nhé. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye. Shop lọc Sutaki, shop bán ạc refi giá cực rẻ, chất lượng uy tín, giao dịch tự động.